hôm nay là mình sẽ đi dọc bên xung quanh cái khu du lịch sinh thái Thủy Châu. À, mọi người xem ha, những người họ đi chơi á, những người họ đi chơi thì họ mang theo những cái đồ ăn ha, mang theo những cái đồ ăn này họ nướng nè, mọi người xem ha, những cái đồ ăn nướng ha, trái bạc đi rồi làm những cái món ăn, làm những cái món ăn ha, đó những cái món ăn ha, gia đình mang theo những cái món ăn đi, đó rất là vui vẻ ha. Gia đình mang theo những cái món ăn đi là họ làm những cái món ăn đó mọi người, đó, làm món ăn như là trải bạc hai bên đường để ăn uống rất là vui vẻ ha, đó, tắm xong ăn uống mọi người xem ha, đó là những đồ ăn thức uống đi, đồ ăn thức uống trải bạc đây, sau khi mà tắm bên kia là những cái món nướng này ha, đang làm những món nướng ha, đó. Ở đây còn có bán các cái đồ ăn nữa. Mọi người xem những cái đồ ăn ha, đó, những cái đồ ăn vặt ha, đồ chim, đồ sả, đồ nướng ha, đó. Đây là những gia đình họ mang đi những cái tấm bạc và chảo ha, chảo vào kê những cái đồ ăn đi, đó, hai bên đường, cả hai bên đường ha, đó, kê đi, chảo bạc xung quanh, đó, chảo bạc xung quanh ha. Vừa đi chơi vừa mang đi những món ăn để mà thưởng thức trong những ngày nghỉ đó mọi người ha, rất là vui ha, ngồi dưới những cái bóng mát thưởng thức những cái món ăn ha, rất là vui vẻ luôn ha, đó là một kỳ nghỉ cuối tuần rất tuyệt vời. Khu du lịch này cũng gần thành phố Hồ Chí Minh cho nên là dân thành phố xuống đây cũng khá nhiều đó, vì nó giáp với thành phố Hồ Chí Minh mà ha, nó thuộc Bình Dương nhưng mà nó gần với khu Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh đó, mọi người xem những món nướng ha, đó họ làm những món nướng để ăn đó, ăn cùng gia đình rất là vui ha, đó mọi người xem đó, đó nhiều gia đình họ mang được những cái món nướng đó mọi người, đó thịt nướng này kìa ha, bốc khói mùi rất thơm, đó là bánh gà nướng, sườn nướng ha, món nướng nha, rất là vui vẻ ha. Đó, trên cái này là bên sườn đồi ha, sườn đồi là những gốc cây mát, trải bạt ra để ngồi ha, ngồi hóng mát, ngồi hóng mát và thưởng thức những cái món ăn, hóng mát nghỉ ngơi và thưởng thức những cái món ăn ha, đó, món ăn, đó, ăn uống vui vẻ, ăn uống vui vẻ sau khi mà tắm. Đó. Con đường là khá là dài đó. Nên bên này thì nhiều con đường lắm đó, giữa các cái dòng suối thì có một cái cầu để băng qua, mọi người có thể đi bên này sang bên kia đó. Đây cũng là khu bán những cái đồ ăn này ha, đó, các cái đồ ăn này ha, gà rán này, đó, gà rán này, khoai tây chiên này ha, đó, muốn ăn món gì cũng có, đây là mấy cái món ăn vặt này ha, trong kia là khu những cái khu mà gia đình họ mang họ đi chơi, đi trải và họ ngồi họ ăn uống ha, ăn uống rất là vui vẻ ha, đây, đó mọi người xem ha, bên kia là những gia đình họ họ đi chơi ha, nó ngồi nghỉ mát đó bên kia, bên kia đó, bên này là khu ăn uống này ha. Đó mọi người xem như kia ha, dọc theo bên đường ha, đó, những gốc cây ngồi dưới những gốc cây ha, làm những món ăn này, đó mọi người thấy đặc trưng là những món nướng, chỗ nào thấy khói bốc nghi ngút là món nướng ha, làm các loại món nướng ha, đó. Đây các bán các cái loại đồ khô, đồ nướng ha, bán đầy đủ các đồ ăn nha, đó là khu ăn uống này. Những ai mà không mang cái món ăn đi thì họ lại đây họ kêu, đó, kêu những món ăn ha. Ở đây họ sẽ kêu những cái món ăn sau họ ra họ ngồi, ngồi dưới những cái gốc cây cho nó mát ha, rồi bên kế bên lấy dòng suối ha, cái hơi nước cũng mát mẻ, những bóng cây mát mẻ và nghe những cái âm thanh của gió thổi, của tiếng chim hót rồi những cái tiếng nước chảy róc rách, đây là khu ăn, đây cũng khu nữa, phần đầu là các khu ăn uống, khu du lịch và bán ha,
ăn xong rồi họ ngồi trong bát còn uống này ha. Đó, đây là các cái món nướng này, chỗ nào có bóc tối như gút là món nướng à, ha. Đó, heo nướng, cơm sườn nướng ha, có cái món sườn nướng này, đó, sườn nướng ha, đó, nhìn rất là hấp dẫn ha. Đó, mọi người xem ha, đó, xung quanh cái đường ha, và hai bên đường là những cái chỗ ăn uống, những phòng trải bạt đây, trải bạt cùng ăn uống ha, đặc trưng nữa ha. Các món ăn này, kia là khu ẩm thực ha, rất là vui ha, có thể nói là một kỳ nghỉ cuối tuần rất là vui, cùng gia đình bạn bè người thân đi chơi rồi tắm xong rồi thưởng thức những cái món ăn ha. Đó. Đó, ví dụ một nhóm bạn nào đó họ mang họ đi chơi, đó, họ đi chơi họ ngồi chung với nhau rồi ăn mang những cái đồ ăn vặt hay là những cái đồ nướng, đồ chiên, đồ sở, cũng là nhiều những cái món ăn thì kia lấy khu ăn uống ha, kia lấy khu ăn uống cả ha. Ví dụ những ai mà không mang đi thì họ vào đó họ mua, còn những ai mang đi thì họ đi theo nhóm thì họ mang những món ăn cho gia đình đi chơi, rất là vui ha. Có thể nói là một kỳ rất tuyệt vời nha. Đó, hình kia dọc hai bên đường ha, dọc hai bên đường là những chỗ gia đình họ ngồi họ chơi với nhau ha, bạn bè đó, họ đi chơi. Đầy đủ món ăn thưởng thức các cái món ăn ha, món ăn vặt, món chim, món cả, món nướng, món gì cũng có ha. Ăn xong rồi xuống suối tắm ha, tắm xong là nghỉ ngơi và mình đi tiếp sang bên kia ha. Khu này mát mẻ, khu mát mẻ nên là vào đây ăn mình cảm giác hầu như là có thể là vào đây các bạn sẽ ăn mà cảm giác nó ngon hay sao á. Nên là mọi người thích mang và ăn vô rồi tắm suối sau rồi ăn. Nếu khi mình tắm xong mình ăn thì nó sẽ đói, cảm giác nó đói, mình ăn nó sẽ ngon lắm mọi người. Đó, đây cũng là khu bán những đồ ăn, đồ uống nhé. Các loại nước uống, các loại món chiên, món nướng nhé. Ai thích mua thì qua đây mua. Còn, còn có đa số thì những người họ mang ở nhà đi ha. Mọi người xem ha. Chỗ này là mang đầy đủ những món ha. Đó, dọc hai bên đường ha, là những khu ăn uống, tắm suối xong rồi lên rồi ăn uống ha, rất là vui vẻ. Ở đây thì nghe được cái âm thanh của tiếng nước chảy ha, tiếng suối chảy róc rách, có thể nói là một âm thanh của thiên nhiên. Đó, bên kia ha, đây là những cái bóng mát này, người chở bạc ha. Để trẻ bạc ha, làm những món ăn uống này mọi người. Đó, từng nhóm ha, từng nhóm họ trẻ bạc rồi họ ngồi với nhau, mang đồ ăn uống, ai có chỗ họ lại mang cái lều đi này, cái lều này ha, cái lều, những gia đình các em bé họ mang cái lều đi để che ha, mang lều mang quạt, rất là vui ha, một cái trải nghiệm cuối tuần. Người họ mang để ăn cũng với họ ăn ha, đó ăn uống vui vẻ ha, được trải nghiệm rất tuyệt vời, trải nghiệm cuối tuần ha, ở những cái kỳ nghỉ đó mọi người xem ha, những người nướng này ha, đó, những cái lều này ha, đó, những người nướng này mọi người xem, phải nói là một cái nơi để ăn uống ăn cảm thấy ngon rồi đó. Đó, thấy chỗ nào họ cũng mang đi ha. À, đây món tôm nướng này, tôm nướng đặc biệt nướng. Đó mọi người. Đó,
đặc trưng của khu Bà Rịa là đi chỗ khác đi tới cầu đó, mọi người nhìn xuống ha, chỗ nào cũng đông người đó mọi người, rất đông ha, đông vui.